Từ Gỗ Nguyên Hồng xin kính chào tất cả anh chị. Hôm nay Từ Gỗ Nguyên Hồng sẽ giới thiệu với anh chị một cụ di nặc được chế tác bằng gỗ lu kháo, rất đẹp luôn. Cụ di nặc Nhị Phúc Bắc Đào trên chất gỗ lu kháo vân nu kín mít. Cụ đang đứng trên một cái hộp này là cũng là lu kháo luôn, chiếc hộp là lũa lu kháo. Cái quan trọng là cái hộp này là lu tự nhiên ấy em, cái ngoài này cái lũa nhưng mà cái lũa lu nhá, anh chị nhìn thấy là cái phần nó sùi sùi đấy, đấy là cái phần lu ấy, lu tự nhiên đấy, chân cũng lên và cụ với cả cái hộp bên dưới ấy, là đều liền nhau nhé, không phải là ghép đâu. Cụ di nặc với chiều cao là 88, cụ di nặc cao 88, chiều ngang là 65 và chiều sâu là 38. Vâng, chiều cao 88, chiều ngang 65 và chiều sâu là 38. Sau đây Từ Gỗ Nguyên Hồng sẽ quay gần lại để anh chị thấy được cái vẻ đẹp thần thái của cụ như chất lu kháo kín mít. Lu kín mít người cụ trên cả cành đào quả đào, chị thấy tuyệt vời không? Chất gỗ lu kháo vàng óng. Vâng, đây là cái phần này là lu tự nhiên anh chị nhé. Đây là để gai lu tự nhiên này, gỗ lu này đẹp lắm, rất tuyệt vời. Thần thái cậu cũng rất hoan hỉ ấy, anh chị thấy không? Đó, lu này tuyệt vời không? Lu phần trên đầu cũng kín luôn, cành đào trên mình. Đấy, anh chị thấy lu trên quả đào, tay cũng đang trên một quả đào kín lu. Tay bên này đang vác cành đào này, sâu tiền một size, sâu tiền. Thông tin chi tiết về sản phẩm anh chị ấy liên hệ với Từ Gỗ Nguyên Hồng, điện thoại 0987336318. Để thông tin chi tiết về giá thành trực tiếp của Từ Gỗ Nguyên Hồng. Chuyển vào cho một cụ di nặc Nhị Phúc nu kín mít mình, nu cáo. Chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo, và anh chị đừng quên đăng ký kênh YouTube của Từ Gỗ Nguyên Hồng. Hẹn gặp lại anh chị những tác phẩm tiếp theo.